về Kinh Thánh, tức là bài thứ hai ở trong quyển giáo lý Bát Tem. Chúng ta đã nói về phần đầu trong cái ngày thứ sáu vừa qua, thì chúng ta đã nói về phần đầu rồi. Chúng ta đã nói về Kinh Thánh như thế nào, điều gì minh chứng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, chủ đề chính của Kinh Thánh là gì, và Kinh Thánh được cấu trúc như thế nào, thì chúng ta đã nói rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đi tiếp cái phần kế tiếp. Để đi cái phần kế tiếp thì chúng ta sẽ nói một chút xíu cái phần vừa qua. Thì cấu trúc của Kinh Thánh, Kinh Thánh gồm có Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước gồm có 39 sách và Tân Ước thì gồm có 27 sách. Cựu Ước thì viết về sự sáng tạo, viết về lịch sử của dân Do Thái, viết về những lời tiên tri dự ngôn về Chúa Giê-xu. Tân Ước gồm có 27 sách, viết về cuộc đời của Chúa Giê-xu, cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu khi ngã trên đất, lịch sử hình thành hội thánh và những lời dạy của Chúa thông qua các sứ đồ. Đó là nội dung của Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Vậy thì Cựu Ước và Tân Ước khác nhau như thế nào? Tại sao phải phân chia ra Cựu Ước và Tân Ước? Thì ở trong cái từ ngữ tiếng Hán Việt của Việt Nam chúng ta, thì cái từ Cựu Ước và Tân Ước đã cho chúng ta thấy cái điều chính xác của nó. Đó là cựu là cũ, tân là mới, ước là giao ước. Cựu ước có nghĩa là giao ước cũ, và tân ước có nghĩa là giao ước mới. Vậy theo thông thường, theo cách thông thường thì chúng ta hiểu rằng cái gì nó đã cũ, và nếu đã có cái mới thay thế rồi thì cái cũ chúng ta không cần phải giữ nó lại nữa. Đó là cái điều thông thường. Giả dụ như chúng ta thuê nhà, giả dụ ta thuê nhà thì cái hợp đồng cũ chúng ta đã sử dụng lâu nay, nhưng mà bây giờ chủ nhà đã làm một cái hợp đồng mới với những cái điều khoản mới, thì có nghĩa là cái hợp đồng cũ nó không còn hiệu lực nữa. Nhưng mà nó không còn hiệu lực nữa và chúng ta có quyền bỏ đi cái hợp đồng cũ đó. Nhưng mà tại sao đối với Kinh Thánh đã có tân ước rồi, tức là đã có giao ước mới rồi, mà giao ước cũ vẫn không bỏ? Đó là lý do như thế này. Chúng ta biết rằng trong Cựu Ước, nội dung về nghĩa đen là nói về sự sáng tạo, nói về lịch sử hình thành của dân Do Thái, và nói về những cái lời tiên tri, nói về những cái lời tiên tri. Tân Ước nói về Chúa Giê-xu. Nhưng mà có một điều đó là nó giống như là Cựu Ước, nó giống như là một cái gương, còn Tân Ước là người thật. Chúng ta hiểu như vậy. Chúng ta cùng xem ở trong sách Côlôse đoạn 2 câu 16 và câu 17. Bữa nay chị Yến Anh có cơ hội để đọc Kinh Thánh nhiều nè. Côlôse đoạn 2 câu 16 và câu 17. Dạ, vì thế đừng để ai xét đoán anh em về đồ thức ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày Sa-bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Dạ. Alo. Sư có nghe em đọc. Dạ, rồi. Chúng ta thấy đó là Côlôse đoạn 2 câu 16-17 thì cho ta biết rằng
tất cả mọi cái gì đó, mọi cái gì ở trong cựu ước nó chỉ là bóng thôi, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Tôi lấy một cái ví dụ, để cho chúng ta thấy cái những cái câu chuyện nó xảy ra ở trong cựu ước là hình, là bóng, để chỉ cho chúng ta về cái ý nghĩa thật sự của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng mở ra một cái câu phần kinh thánh để chúng ta làm cái ví dụ này. Chúng ta mở ra trên trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký. Đoạn thứ 13. Xuất Ê Díp Tô Ký. Đoạn thứ 13. Chúng ta xem câu số 17 và câu số 18. Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 13, câu 17 và câu 18. Cái này em không biết lật mục sư ơi. À, sách sách thứ hai của Kinh Thánh. À, sách đầu tiên là sách Sáng Thế Ký, rồi kế tới là sách Xuất Ê Díp Tô Ký. Ok. Đoạn 13 ạ? Đoạn 13, câu 17 và câu 18. Dạ. Khi Pharaon để dân Israel ra đi, Đức Chúa Trời không dẫn họ đi bằng con đường xuyên qua đất Philistine, dù đường ấy gần hơn, vì Ngài nói, e khi dân chúng thấy chiến trận, họ sẽ đổi ý và quay lại Ai Cập chăng? Cho nên, Đức Chúa Trời dẫn dân chúng đi vòng theo đường trong hoang mạc, về hướng biển đỏ. Khi ra khỏi Ai Cập, dân Israel được trang bị khí giới để chiến đấu. Dạ. Giải phóng của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel, tức là dân Do Thái ngày nay. Dân Do Thái họ đã bị làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập 430 năm. Họ đã bị làm nô lệ trong đó 430 năm. Và Đức Chúa Trời đã sai Môi-se đến để làm những phép lạ ở tại nơi xứ đó. Và cuối cùng thì bắt buộc Pharaon phải để cho dân Israel ra đi. Để Đức Chúa Trời đem dân Israel đi về trong đất hứa. Nhưng mà khi Pharaon để cho dân Israel đi thì có một con đường rất là ngắn. Nhưng mà Chúa không dẫn dân đó đi cái con đường đó để về xứ Canaan. Chúng ta có thể mở cái bản đồ để chúng ta có thể nhìn thấy. Đây, chúng ta thử tạm thời chúng ta hình dung chỗ này. Khu vực này, đây là xứ Ai Cập. Đây là xứ Ai Cập. Tức là nơi mà dân Israel họ đang bị làm nô lệ. Đây, tại nơi đây. Và để đem họ về xứ Canaan, tức là xứ này. Và cái con đường ngắn đó là con đường đi ngang qua xứ Philistine, tức là đi cặp theo biển Địa Trung Hải để đi về xứ Canaan. Thì cái con đường này rất là gần. Nhưng mà Chúa nói là Chúa không dẫn dân sự đi con đường đó, bởi vì sợ dân thấy chiến tranh mà quay lòng, dời lòng hay là thay đổi cái định hướng của mình và quay trở về Ai Cập. Cho nên Chúa mới dẫn dân đó đi vòng xuống đồng vắng. Tức là từ chỗ này thay vì đi cặp theo bờ biển là rất là gần để đi tới xứ Canaan, nhưng Chúa lại dẫn họ đi ngược xuống hướng nam. Đi ngược xuống hướng nam. Rồi từ chỗ hướng nam này họ băng qua cái biển đỏ. Họ băng qua biển đỏ rồi họ đi vòng trong đồng vắng ở đồng vắng Aram chỗ này, đồng vắng Ả Rập chỗ này, rồi họ mới đi ngược lên trên. Họ đi ngược lên trên để họ đi đến xứ Canaan. Đó là một con đường rất là dài. Nó dài có thể gấp 2, gấp 3 lần cái con đường đi ngang qua xứ Philistine. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Chúa đã nói rõ, đó là Chúa không dẫn dân đi con đường gần, mà Chúa dẫn đi con đường xa. Là bởi vì Chúa sợ dân sự thấy chiến tranh. Và điều này nó lại là một cái hình, cái câu chuyện này, nó là một cái hình bóng để cho chúng ta thấy rằng đó cũng là cái cách mà Chúa dẫn chúng ta đi theo Chúa ngày hôm nay. Cách như thế nào? Chúng ta thấy rằng khi Chúa giải phóng dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, mục đích của họ đó là đem, mục đích của Chúa là đem họ ra khỏi ách nô lệ để đưa họ tới cái xứ bình an.
đưa họ tới cái xứ đượm sữa và mật, đưa họ tới cái chủ quyền, đưa họ tới cái chỗ thành công và thịnh vượng. Đó là mục đích của Chúa. Nhưng mà Chúa lại không dẫn họ đi con đường gần. Con đường gần là con đường nào? Con đường đi ngang qua xứ Philippines. Thì cái xứ Philippines là xứ nào? Xứ Philippines, ở trong thực tế thì ngày hôm nay xứ Philippines vẫn còn đó. Dân Palestine và họ vẫn đang tranh chiến với lại dân Do Thái. Thì cái xứ Philippines này là xứ của người Philippines. Và người Philippines họ có những con người dền dàng và họ là người hiếu chiến. Cho nên là Chúa sợ dân chúng sẽ gặp cái sự đánh trả hay là cái sự tranh chiến đó, mà họ sợ hãi, họ không tiếp tục họ tiến bước. Cho nên Chúa dẫn họ đi con đường vòng để tránh cái chiến tranh đó. Vậy thì đó là bóng, đó là cái câu chuyện nghĩa đen của dân Israel. Đó là câu chuyện nghĩa đen của việc Chúa dắt dân Israel đi về đất hứa. Cho nên Ngài dắt dân họ đi vòng trong đồng vắng. Thì ý nghĩa ngày hôm nay cho chúng ta ở trong Đấng Christ là gì? Dân Israel họ làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập 430 năm. Đó là hình bóng con người của chúng ta. Chúng ta đã bị làm nô lệ ở trong thế gian này rất là lâu. Trước khi chúng ta được Chúa cứu thì chúng ta đã làm nô lệ ở trong thế gian. Có nhiều người nói tôi trước khi tôi tin Chúa tôi cũng đâu làm nô lệ cho ai đâu. Thậm chí tôi là chủ mà. Thậm chí tôi là giám đốc mà. Thậm chí tôi là chủ tịch mà. Tôi đâu làm nô lệ cho ai. Nhưng chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta làm ở tước vị nào đi nữa nhưng chúng ta vẫn làm nô lệ cho ma quỷ. Ở chỗ một nô lệ chỗ nào? Thay vì chúng ta được dựng nên để cai trị thì bây giờ dù chúng ta ở tước vị nào đi nữa nhưng chúng ta vẫn thờ lại, chúng ta vẫn quỳ xuống trước những cái hình tượng, trước những cái loài thọ tạo, trước những cái gỗ, đá, trước điểu thú, côn trùng. Thay vì chúng ta cai trị trên nó thì bây giờ chúng ta phải phục nó. Thay vì chúng ta ở vị trí cai trị thì bây giờ chúng ta phải dâng của lễ cho nó. Rồi chúng ta cũng làm nô lệ cho ma quỷ ở trong những cái thói quen của chúng ta. Có những người họ nghiện rượu, có những người họ nghiện thuốc, chỉ đơn giản là những cái nghiện nhẹ nhàng đó thôi, nhưng họ không thắng hơn được. Thậm chí ở Việt Nam có những ông dám tuyên bố thế này, bỏ vợ thì được, chứ không bỏ thuốc. Đó, chúng ta bị nô lệ ở trong chỗ đó mà chúng ta không thắng hơn được. Chúng ta bị ma quỷ nó lừa dối ở trong tất cả mọi thứ, ở trong sự thờ cúng của nó, ở trong sự thờ cúng nó, ở trong những cái điều mà chúng ta dễ dàng cho ta tin, mặc dù nó là mê tín dị đoan, chúng ta dễ dàng cho ta tin. Rồi chúng ta bị làm nô lệ cho nó ở trong chỗ này, tức là cái sức khỏe chúng ta nó cũng cũng trong tay của nó. Nó muốn lấy tiền của chúng ta, đơn giản nó gieo cái bệnh vào trong thân thể của chúng ta thì nó sẽ cướp lấy tiền bạc của chúng ta. Nó muốn gây tổn hại cho thân thể chúng ta, nó chỉ đơn giản nó gây một cái vụ va quẹt xe, có thể nó sẽ lấy đi sức khỏe của chúng ta. Bởi vì sao? Nó cai trị. Đó, nhưng mà đó, dân Israel làm nô lệ trong xứ Ai Cập là hình bóng của con người trước khi tin Chúa. Chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ ở trong thế gian. Xứ Ai Cập ở trong Kinh Thánh là hình bóng để chỉ về thế gian ngày hôm nay. Dân Ai Cập là hình bóng chỉ về người thế gian. Pharaoh là vua của Ai Cập là hình bóng chỉ về Satan cai trị trong thế gian. Dân Israel bị nô lệ trong Ai Cập là hình bóng chỉ về con người chúng ta bị nô lệ cho ma quỷ ở trong thế gian. Môi-se là tôi tớ của Chúa được sai đến để giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ, để đưa họ đến cái chỗ tự do, là hình bóng của các tôi tớ của Chúa ngày hôm nay được Chúa sai đi đến với chúng ta để nói về Chúa cho chúng ta, để làm chứng về sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho chúng ta, hầu cho chúng ta nghe, chúng ta tin và chúng ta bước đi theo sự dẫn dắt của các tôi tớ của Chúa. Họ sẽ đem chúng ta đi về sự bình an, đem về ở trong cái vương quốc của Chúa, đem về ở trong sự thịnh vượng, sự khỏe mạnh, sự bảo vệ của Chúa, sự sống đời đời của Chúa. Thì nhiều phép lạ được xảy ra và cuối cùng Pharaoh cho đi, nhưng mà Chúa không dẫn họ đi cái con đường gần,
con đường gần là con đường đi ngang qua xứ Philippines. Thì cái chữ xứ Philippines này có nghĩa là gì? Thì ở trong từ điển của Kinh Thánh thì cái xứ Philippines này nó có nghĩa là những cái điều mà bản thân chúng ta yêu thích. Cái chữ xứ Philippines đó có nghĩa là những điều mà bản thân chúng ta yêu thích. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy có điều gì, cái điều gì khác biệt giữa cái xứ Philippines và cái xứ Canaan không? Ở trong thực tế và ở trong ý nghĩa thuộc linh thì chúng ta thấy nó có một điều nó rất là đặc biệt, nó giống nhau. Ngày hôm nay ở trong bản đồ địa lý đó, thì rõ ràng là cái vùng đất của dân Do Thái và vùng đất Palestine nó riêng biệt, nhưng mà có một điều đó là nó chồng lấn lên nhau và dường như cái ranh giới giữa hai cái vùng đất này nó không rõ ràng. Nó cứ chồng lấn lên nhau, nó chồng lấn lên nhau. Hai cái ranh giới nó không rõ ràng. Thì đó là ý nghĩa của trong ý nghĩa thuộc linh mà chúng ta hiểu. Xứ Canaan là xứ đường sữa và mật, tức là Chúa muốn đem dân sự của Chúa đến đó, mục đích cũng là để cho dân sự của Chúa được thỏa mãn, được thỏa nguyện những cái gì mà chúng ta yêu thích. Chúa đem dân Israel đến đó để được tự do. Chúa đem dân Israel đến đó để có cái chủ quyền. Chúa đem dân Israel đến đó để dân Israel sẽ được nhận được phước hạnh của Chúa. Dân Israel sẽ nhận được cái công giá của mình. Dân Israel sẽ được giàu có, được thành công, được thịnh vượng. Và để dân Israel được tự do thờ phượng Chúa. Đó là những cái điều mà dân Israel họ ước ao. Mà cái chữ xứ Philippines nó cũng có nghĩa là những cái điều mà con người chúng ta ước ao. Cho nên cái điều mà con người ước ao và cái điều mà Chúa muốn cho đó dường như nó không có cái ranh giới. Nó chồng lấn lên nhau, nó không có ranh giới, mặc dù nó là hai lĩnh vực rõ riêng biệt rõ ràng. Nhưng mà có một điều đó là cái nơi mà Chúa đặt để, cái nơi mà Chúa hứa cho dân sự của Chúa, nơi đó không có chiến tranh. Nhưng mà cái nơi mà gọi là cái xứ Philippines là những cái điều chúng ta ước ao đó, nó lại có chiến tranh. Đó là cái điều khác biệt để chúng ta nhìn nhận, để chúng ta có thể nhận biết đâu là cái điều mà Chúa cho, đâu không phải là cái điều mà Chúa cho. Ở trong Châm Ngôn thì có câu thế này: phước lành của Đức Giê-hô-va ban cho, phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài không thêm sự ưu phiền nào lẫn vào, Ngài không thêm sự đau lòng nào lẫn vào. Đó, cái sự định nghĩa về cái điều ước ao của con người mà Chúa ban cho, đó là Ngài không thêm sự đau lòng nào lẫn vào. Nhưng cái điều mà không phải Chúa cho, nó vẫn là cái điều mà chúng ta có thể đạt được, điều chúng ta ao ước, chúng ta vẫn có thể đạt được, nhưng mà nó sẽ có sự đau lòng lẫn vào, nó sẽ có chiến tranh. Và điều này ý nghĩa gì ngày hôm nay? Ý nghĩa gì ngày hôm nay? Mục đích của Chúa Giê-xu đến cứu chúng ta, Ngài cứu chúng ta để làm gì? Thứ nhất, để chúng ta thoát khỏi sự chết, chúng ta đến sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16 nói như vậy: vì Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Điều gì nữa? Kinh Thánh nói như thế này: vì Chúa Giê-xu vốn giàu, Ngài đã trở nên nghèo về chúng ta, để bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ta lại trở nên giàu. Đó là mục đích của Chúa Giê-xu đến. Ở trong Galati đoạn 3 câu 13 và câu 14 thì nói rằng Đấng Christ đã nên sự rủa sả cho chúng ta, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành của Abraham nhân Đức Chúa Christ mà rải khắp trên dân ngoại, tức là trên chúng ta. Vậy thì mục đích của việc Chúa Giê-xu đến để Ngài cứu chúng ta là để chúng ta được sống, để chúng ta được giàu có, để chúng ta được thoát khỏi sự rủa sả, để chúng ta được khỏe mạnh, để chúng ta được bình an, để chúng ta được vui mừng. Đó là điều mà tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng ao ước. Đó là mục đích và đó là ý nghĩa của xứ Canaan. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy rằng khi chúng ta tin Chúa, Chúa không cho cái điều đó liền. Chúa không cho cái điều đó liền. Giống như là dân Israel, Chúa không dẫn đi con đường tắt. Ngày hôm nay cũng như vậy. Mục đích của Chúa vẫn đem chúng ta đến những cái sự phước hạnh như vậy. Nhưng mà tại sao khi tin Chúa, chúng ta lại không nhận được điều đó liền? Chúa nói với dân Israel, Chúa cũng nói với chúng ta: Chúa không dẫn đi đường tắt,
bởi vì sợ dân thấy chiến tranh. Ngày hôm nay cũng như vậy, khi ta tin Chúa, Chúa sẽ không trao cái phước hạnh đó liền cho chúng ta. Lý do tại sao? Chúa cũng sợ chúng ta gặp chiến tranh. Chúng ta gặp chiến tranh chỗ nào? Tôi ví dụ nha. Chúng ta đang gặp khó khăn, nhưng khi ta tin Chúa rồi, ngay lập tức Chúa cho chúng ta có một công việc làm ổn định, thu nhập cao, mỗi ngày 500, mỗi ngày 1.000, ví dụ như vậy, mỗi ngày 2.000, chúng ta có thu nhập cao, và đó là cái điều mà mọi người ao ước, và đó là cũng là cái ý nghĩa của sự phước hạnh mà Chúa ban cho. Nhưng mà tại sao Chúa không cho liền? Bởi vì chúng ta thử suy nghĩ, chúng ta mới vừa tin Chúa, chúng ta chưa có kinh nghiệm về Chúa, chúng ta chưa có biết rõ về Chúa, và ngay lập tức chúng ta lại nhận được cái sự phước hạnh như vậy. Thì ta hỏi thật anh chị em, nếu chúng ta ở trong trường hợp đó, chúng ta có dám nghỉ một ngày để chúng ta đi thờ phượng Chúa không? Chúng ta có dám bỏ thời gian ra để chúng ta ngồi chúng ta học lời Chúa không? Hay là chúng ta bắt đầu tranh chiến ở chỗ này? Chúng ta sẽ gặp chiến tranh ngay chỗ này, trong tâm trí của chúng ta. Thờ phượng Chúa, đi làm, thờ phượng Chúa, đi làm. Bây giờ nghỉ một ngày thờ phượng Chúa, mất mấy ngàn, nhưng mà đi làm thì được mấy ngàn. Bây giờ, chúng ta làm sao đây? Chúng ta gặp chiến tranh. Rồi, giả dụ như chúng ta bị bệnh. Và Chúa ngài ban cho chúng ta có thể cầu nguyện và chúng ta được chữa lành. Và khi ta cầu nguyện, chúng ta được chữa lành xong, liệu chúng ta có đủ tin rằng đó là quyền năng của Chúa để chữa lành cho chúng ta không? Hay là chúng ta lại gặp tranh chiến ở chỗ này? Ồ, chắc có lẽ do thuốc hồi xưa mình uống nhiều quá mà nó chưa phát huy tác dụng, bây giờ nó phát huy tác dụng thôi. Chứ làm gì có chuyện chỉ cầu nguyện vậy rồi được chữa lành. Gặp chiến tranh. Đó. Đây là cái mục đích, đây là cái lý do tại sao Chúa không dẫn dân sự đi con đường ngắn để về xứ Canaan. Đây cũng là lý do tại sao khi ta tin Chúa, Chúa lại không đưa chúng ta vào trong sự phước hạnh liền, mặc dù mục đích của Chúa cuối cùng vẫn đưa chúng ta vào trong sự phước hạnh. Là bởi vì Ngài muốn chúng ta phải đi đến sự phước hạnh thật sự của Chúa, và Ngài muốn chúng ta phải ở luôn ở trong sự phước hạnh đó. Ngài không muốn chúng ta quay trở về làm nô lệ cho ma quỷ trong thế gian nữa. Cho nên Ngài đã dẫn cho ta đi đường vòng. Và cái con đường vòng ở trong sa mạc đó, thì cái hình bóng sa mạc đó, nó là hình bóng để chỉ về những điều gì ngày hôm nay. Cái chữ sa mạc nó có nghĩa là nơi để triệt hạ, nơi để phong chức, nơi để trang bị, nơi để thông cảm. Đó là ý nghĩa của chữ độc vắng hay là hoang mạc. Vậy thì Ngài dẫn chúng ta đi vào trong cái nơi để triệt hạ, đi vào trong cái nơi để phong chức, đi vào trong cái nơi để trang bị, và đi vào trong cái nơi để chúng ta có thể thông cảm. Vậy thì cái nơi hoang mạc đó là chỗ nào? Đó là những cái hoang mạc đó, đó là những cái nan đề mà chúng ta đối diện, những cái hoạn nạn mà chúng ta sẽ đối diện. Và Ngài sẽ triệt hạ chúng ta khi nào? Ngài đưa vào trong những hoàn cảnh nào để triệt hạ chúng ta? Tôi ví dụ, nếu chúng ta là người quá tự tin vào trong tài năng của mình, thì Chúa sẽ cho phép chúng ta đối diện với những hoàn cảnh. Mà cái hoàn cảnh đó, tài năng của chúng ta không giải quyết được vấn đề. Và khi tài năng của chúng ta không giải quyết được vấn đề, và lúc đó chúng ta hạ mình xuống để chúng ta kêu cầu cùng Chúa, và Chúa Ngài cứu giúp chúng ta, thì qua cái sự cứu giúp đó, để Chúa chỉ cho chúng ta thấy rằng tài năng của chúng ta hay là sự kiêu ngạo của chúng ta, sự hãnh diện của chúng ta về tài năng của mình, nó không có giá trị gì trước những nan đề, nó không có giá trị gì trước những cái nghịch cảnh, nó không có giá trị gì trước những cái sự tấn công của ma quỷ, để triệt hạ chúng ta, để chúng ta không còn kiêu ngạo trong cái tài năng của mình nữa. Ví dụ như chúng ta là người có quá nhiều tiền, và chúng ta nghĩ rằng có tiền thì có tất cả, đó là cái tư tưởng của thế gian. Ngày hôm nay giới trẻ họ nói thế này:
cái gì mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Cho nên họ đưa cái giá trị của đồng tiền lên. Và có một cái bài thơ nói về cái giá trị của đồng tiền thế này đây. Tiền là tiên là Phật. Tiền là sức bật của tuổi trẻ. Tiền là sức khỏe của tuổi già. Tiền là cái đà danh vọng. Tiền là cái lọng che thân. Tiền là cái cân công lý. Họ đưa cái giá trị của đồng tiền lên như vậy. Và nếu chúng ta có quá nhiều tiền thì đôi khi chúng ta hãy rơi vào trong cái chỗ này, như là Chúa Giêsu nói, lạc đà chưa qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta có quá nhiều tiền, chúng ta quá giàu có, cho nên chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta như vậy là đủ rồi. Chúng ta muốn cái gì được cái nấy. Chúng ta muốn xe sang, chúng ta có thể đổi, thậm chí chúng ta có thể mua hàng chục chiếc. Chúng ta muốn điện thoại xịn, chúng ta có thể mua. Chúng ta muốn nhà cỡ bao nhiêu, chúng ta đều có. Chúng ta đều dễ dàng để sắm sửa. Lúc đó chúng ta không thấy chúng ta cần Chúa đâu cả. Lúc đó chúng ta không thấy cần Chúa đâu hết. Và để triệt hạ thì Chúa sẽ đưa, nếu chúng ta tin nhận Chúa và chúng ta muốn được phước hạnh của Chúa, thì để triệt hạ, Chúa sẽ đưa chúng ta vào trong những hoàn cảnh mà vào trong những hoàn cảnh đó tiền nó không giúp được gì cho chúng ta cả. Tiền nó không giúp được. Và lúc đó chúng ta kêu cầu cùng Chúa và Chúa cứu giúp chúng ta, thì lúc đó Ngài sẽ triệt hạ cái sự hãnh diện về cái sự giàu có của đời này của chúng ta, để cho chúng ta hiểu đúng được cái giá trị của đồng tiền. Đương nhiên đồng tiền nó rất là quan trọng, chứ không phải là không quan trọng, nhưng chúng ta phải hiểu nó đúng cái giá trị của nó, để chúng ta tiếp tục, chúng ta tiến bước đi về cái sự phước hạnh đời đời mà Chúa muốn cho chúng ta. Đó là hình bóng của sa mạc. Và một ý nghĩa nữa đó là nơi để triệt hạ, rồi tới nơi để trang bị. Trang bị cái gì? Khi ta gặp nan đề, khi ta gặp bệnh tật, khi ta gặp khó khăn, khi ta gặp thiếu thốn, khi ta gặp tấn công, khi ta gặp áp lực, khi ta cùng đường, khi ta không biết mình phải làm gì, và qua lời Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta, và chúng ta có được những lời hứa của Chúa, chúng ta hạ mình xuống, chúng ta nắm chặt lấy lời hứa của Chúa và Ngài cứu chúng ta ra khỏi cái hoàn cảnh của mình, thì những cái lời hứa mà chúng ta nhận được đó nó trở thành vũ khí cho chúng ta, để chúng ta tấn công lại chúng ta phản công lại sự tấn công của ma quỷ ở trên đời sống của chúng ta, và nó trở thành vũ khí. Đó là nơi để trang bị. Rồi một nơi nữa, ý nghĩa nữa đó là để thông cảm. Thông cảm có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta chưa từng gặp khó khăn, chưa từng đối diện với những sự khó khăn trong đời sống của mình, chúng ta rất là dễ để không thông cảm với những người khó khăn mà sau này chúng ta gặp. Nếu chúng ta chưa từng cảm biết của sự đau đớn của bệnh tật, chúng ta không thể nào thông cảm với những người bệnh tật. Nếu chúng ta chưa bao giờ hiểu cái sự nhục nhã của cái người thiếu thốn và bị người ta coi thường, thì sau này chúng ta sẽ không thể nào thông cảm cho những người thiếu thốn, và rất có thể chính chúng ta lại làm cho họ bị sỉ nhục. Cho nên Chúa cho phép chúng ta đi vào trong những hoàn cảnh. Đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái hoang mạc của người này với cái hoang mạc của người kia nó khác nhau. Không phải ai cũng giống ai. Có người thì cái hoang mạc của họ đó là về lĩnh vực sức khỏe. Có người thì cái hoang mạc của họ đó là lĩnh vực tình cảm. Có người thì cái hoang mạc của họ là về lĩnh vực tài chính. Có người thì cái hoang mạc của họ đó là về lĩnh vực con cái. Có người thì cái hoang mạc của họ là một lĩnh vực nào đó. Mỗi người Chúa sẽ đưa họ vào trong những hoàn cảnh để có thể triệt hạ những cái bản tánh của xác thịt. Đó, cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy được rằng cựu ước không thể bỏ, mặc dù ngày hôm nay chúng ta ở trong tân ước. Và qua cựu ước để chúng ta hiểu được nhiều hơn về những điều mà Chúa Ngài làm cho chúng ta ngày hôm nay. Chính vì thế mà mặc dù ngày hôm nay đã có cựu ước rồi, xin lỗi, ngày hôm nay đã có tân ước rồi, nhưng cựu ước vẫn có giá trị của cựu ước. Nhưng
Chúng ta phải nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta sống ở trong giao ước mới, và chúng ta dùng cựu ước như là một cái gương phản chiếu, như là một cái điều để giúp cho chúng ta hiểu được hơn, nhìn rõ hơn về những gì mà Chúa muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Bởi vậy cho nên cựu ước cũng không bỏ, tân ước chúng ta cần phải sống ở trong đó. Chính vì thế khi mà chúng ta là những người mới về tin Chúa thì chúng ta nên đọc Kinh Thánh tân ước trước, bởi vì cựu ước toàn nghĩa bóng, nghĩa đen, nó không liên quan gì chúng ta hết. Nghĩa đen của cựu ước không liên quan gì với chúng ta, nó liên quan tới dân Do Thái, nó không liên quan của chúng ta. Cho nên chúng ta đọc nó, chúng ta thấy dường như là mình ở ngoài của tất cả mọi câu chuyện đó. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải đọc trong tân ước trước khi chúng ta mới tin Chúa. Rồi, chúng ta đi đến cái phần kế tiếp, đó là tầm quan trọng của Kinh Thánh. Chúng ta phải biết được cái tầm quan trọng của Kinh Thánh thì chúng ta mới yêu mến Kinh Thánh. Kinh Thánh giúp cho chúng ta biết, chúng ta chú ý nha, những cái điều sau đây là những điều mà Kinh Thánh giúp cho chúng ta biết. Đầu tiên, Kinh Thánh giúp cho chúng ta biết nguồn gốc của loài người và muôn vật. Chỉ có qua Kinh Thánh thì chúng ta mới biết được chính xác nguồn gốc của loài người và của muôn vật đến từ đâu và tại sao có. Còn nếu không qua Kinh Thánh, chúng ta đi theo những cái nhà khảo cổ học, chúng ta đi theo những cái nhà nghiên cứu về nhân chủng học, chúng ta đi theo những cái nhà khoa học để tìm về nguồn gốc của loài người, thì chúng ta phải hiểu như thế này. Họ mò mẫm ở trong bóng tối thôi. Và những cái nhà nghiên cứu về nguồn gốc của con người và nguồn gốc của muôn vật, họ giống như là những ông thầy bói mù xem voi vậy. Chúng ta có nhớ cái câu chuyện thầy bói xem voi không? Những ông thầy bói này mù và họ muốn biết được con voi nó như thế nào. Cho nên họ đã xin với cái người nài voi, tức là người giữ voi, là cho họ sờ con voi để họ biết con voi như thế nào. Một ông sờ vào trong cái lỗ tai, cái vành tai của con voi. Một ông thì sờ vào cái ngà của con voi. Một ông sờ vào cái vòi của con voi. Một ông thì sờ vào cái đuôi của con voi. Và một ông thì sờ vào cái chân của con voi. Thì mỗi ông hình dung con voi theo cái điều mà mình sờ được. Cái ông sờ vào cái lỗ tai của con, cái tai của con voi, thì cái ông nó nói thế này: con voi nó giống như là cái quạt. Cái quạt bằng nang ngày xưa ông bà chúng ta sử dụng. Con voi nó giống như vậy. Bởi vì ông sờ được vào trong cái vành tai của nó. Ông thầy bói khác, ông nói không, ông nói như vậy là sai rồi. Con voi nó giống như con đĩa vậy. Nó tròn, nó dài, nó nhăn nheo và nó có thể giãn ra, nó có thể co lại, nó giống như con đĩa vậy. Ông thầy bói khác, ông không đồng ý. Không, các ông nói sai hết rồi. Con voi nó giống như cái cây chổi vậy. Bởi vì ông sờ vào cái đuôi. Mấy ông thầy bói còn lại, ông nói mấy ông nói sai hết. Con voi nó như cái cột đinh vậy. À, đây là cái câu chuyện. Nhưng mà rõ ràng chúng ta biết con voi nó đâu giống như vậy. Mỗi một người họ chỉ sờ được vào trong một cái chi tiết của con voi thôi, chứ họ không phải là họ biết hết con voi. Thì ngày hôm nay khoa học cũng vậy. Khoa học khám phá về con người, khoa học khám phá về nguồn gốc của muôn vật, họ giống như thầy bói xem voi vậy thôi. Họ đào lên được một cái xương, bộ xương hóa thạch, và họ đo về năm, dùng nguyên tắc carbon 14 để họ có thể đo lấy cái tuổi thọ của nó. Và khi họ đo lấy được cái tuổi thọ của nó thì họ xác định là cái này nó có thể nó cách đây hàng triệu năm, nó có thể nó xảy ra cách đây hàng triệu năm. Và họ bắt đầu họ nói rằng nếu như vậy thì con người chúng ta đã có mặt trên đất này hàng triệu năm rồi.
họ tìm được một cái bộ xương hóa thạch khác thì họ thấy nó có điều nét gì đó nó tương đồng với con người, thế là họ nói rằng ồ, có thể đây là một cái loài mà nó giao thoa với loài người, hay là nó là một loài chuyển tiếp giữa một loài nào đó với loài người. Và cuối cùng họ vẽ ra một cái lý thuyết từ một vài cái bộ xương mà họ tìm được, và họ vẽ ra một cái lý thuyết của thuyết tiến hóa. Và ngày hôm nay những người chối bỏ Đức Chúa Trời, họ quyết tin vào trong cái thuyết tiến hóa. Nhưng trong cái thuyết tiến hóa đó nó có rất là nhiều những cái điều không thể giải thích được, bởi vì nó có rất là nhiều những cái lỗ hổng ở trong thuyết tiến hóa đó. Có một điều khác biệt nữa mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhưng mà trong khoa học không thấy được, đó là gì đây? Sự khác biệt giữa con người và con vật nó ở chỗ đó là con người chúng ta có linh, con người chúng ta biết thờ phượng, con người chúng ta biết tìm kiếm đấng tối cao, còn con vật không biết. Con vật nó không biết bởi vì con vật nó không có linh. Bởi vì cho nên khi ta giết một con người, Chúa nói là như thế nào? Mạng thì đền mạng. Khi ta giết một con người thì chúng ta phải đền mạng, nhưng cho ta giết một con vật không sao cả, bởi vì con vật nó không có linh, con người chúng ta có linh. Và khi Chúa dựng nên con người, Chúa cho phép, Chúa đặt để con người ở trong cái địa vị đó là cai trị muôn vật. Và quả thật ngày hôm nay, dù ma quỷ nó có lừa dối con người để bắt con người phải làm nô lệ, nhưng mà ở trong một lĩnh vực nào đó chúng ta vẫn thấy rằng con người chúng ta vẫn đang cai trị thiên nhiên, con người chúng ta vẫn đang cai trị vật thọ tạo của Chúa. Nhưng thay vì chúng ta cai trị vật thọ tạo để chúng ta thờ phượng Chúa, thì ma quỷ nó đã lừa dối con người để chúng ta dùng cái quyền cai trị đó, chúng ta cai trị muôn vật, và chúng ta dùng cái sự cai trị đó chúng ta quay lại chúng ta phục vụ cho ma quỷ. Nó chỉ khác biệt ở nhà chỗ đó thôi. Cho nên qua Kinh Thánh, Ngài giúp chúng ta biết nguồn gốc của loài người và muôn vật. Chúng ta xem ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 cho đến câu 3. Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời, muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Dạ. Ngôi lời ở đây, ngôi lời ở đây là hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngôi lời là hình ảnh của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng muôn vật được tạo dựng bởi ngôi lời. Vậy thì chúng ta xem muôn vật được tạo dựng bởi ngôi lời như thế nào. Chúng ta mở ra Sáng Thế Ký đoạn 1, tức là sách đầu tiên của Kinh Thánh và trang đầu tiên của Kinh Thánh luôn, Sáng Thế Ký đoạn 1. Chúng ta xem câu 2 cho đến câu 5. Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều là buổi mai, là ngày thứ nhất. Dạ. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa dựng nên sự sáng bằng cách nào? Chúa dựng nên sự sáng bằng cách nào? Bằng cách dùng lời phán. Tức là qua cái lời của Chúa nói thì sự sáng được hình thành. Chúng ta so sánh nó với sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3 thì ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và muôn vật được dựng nên bởi Ngài, tức là bởi lời của Đức Chúa Trời. Thì trong sự tạo dựng này, Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên muôn vật bằng lời của Ngài. Và nếu ta đọc hết Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta sẽ thấy Chúa dựng nên sự sáng, Chúa dựng nên khoảng không, Chúa dựng nên
đất liền và biển. Chúa dựng nên cây cỏ, Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Chúa dựng nên muôn vật, muôn thú và Chúa dựng nên con người, được ghi lại trong sách Ký Đông Mộng. Và mỗi một loài đều riêng biệt chứ không giống nhau. Mặc dù chúng ta thấy nó có một chút sự giống nhau chỗ này, và một chút sự giống nhau chỗ này đã làm cho các nhà khoa học ngày hôm nay họ bị dẫn dụ ở trong sự sai trật, ở trong sự kiêu ngạo của họ. Một chút sự giống nhau chỗ nào, chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Có một cái điều mà tôi nói là làm cho các nhà khoa học họ bị dẫn dụ ở trong cái việc mà họ không chấp nhận sự hiện diện của Chúa, đó là gì đây? Chúa dựng nên thân thể của con người cũng bằng bụi đất, tức là Ngài dùng bụi đất để Ngài nắng nên, và các loài chim trời và có loài thú đồng thì Ngài dựng nên bằng cách nào? Chúng ta cũng xem ở trong Sáng Ký đoạn 2 câu số 19. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên cho nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Thì chúng ta thấy rằng thân thể của con người vẫn được nắng, được Chúa dùng bụi đất để nắng nên. Thân thể của loài chim trời và thân thể của loài súc vật vẫn được Chúa dùng bụi đất để nắng nên. Chính vì thế mà ngày hôm nay những nhà khoa học họ nghiên cứu về những cái cấu tạo, những cái tế bào, những cái chất để hình thành nên thân thể con người và hình thành nên thân thể của loài súc vật, loài xác thịt, các loài xác thịt khác, thì họ thấy có một sự tương đồng. Ở trong con người cũng có những cái chất giống như ở trong xác thịt của các loài thú đồng hay là các loài chim trời. Và thế là họ nhìn thấy sự giống nhau đó và họ nói rằng vậy thì con người và các loài khác có cùng một nguồn gốc. Và họ đã bị dẫn dụ, họ đã bị sai trật bởi vì họ kiêu ngạo, họ không chấp nhận Đức Chúa Trời, cho nên họ đã đi vào trong cái đường sai trật và họ kết luận được rằng, họ kết luận lại rằng là mọi loài sinh vật đều bắt đầu phát triển, bắt đầu tiến hóa từ một nguồn gốc. Nhưng mà thật sự không phải. Chúng ta thấy rằng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, Chúa đã dựng nên con người rồi. Con người chúng ta có sự khác biệt với muôn vật ở chỗ này. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 nói thế này: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo ảnh tượng của ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên đất và khắp cả đất. Thì ở tại nơi đây, Chúa đã dựng nên con người rồi. Mà cái con người mà Chúa dựng nên đó là ai? Đó là như thế nào? Con người mà Chúa dựng nên đó, đó chính là tâm linh của chúng ta. Đó chính là tâm linh của chúng ta. Nhưng mà đến Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7, thì Chúa mới dùng bụi đất để Ngài nắng nên hình người, tức là cái thân thể chúng ta thấy được. Rồi Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi. Sanh khí đó là gì? Đó chính là tâm linh mà Ngài đã dựng nên ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đó. Ngài đặt cái tâm linh đó vào trong cái hình người này, thì cái thân thể, cái hình người này nó trở nên sống động và loài người trở nên loài sanh linh. Chúng ta nhớ cái câu này, loài sanh linh có nghĩa là một linh hồn sống ở trong một xác thịt, loài sanh linh. Và duy nhất trong tất cả mọi loài mà Đức Chúa Trời dựng nên thì chỉ có loài người là loài, chúng ta dùng cái từ ngữ khoa học đi, đó là loài lưỡng cư. Loài lưỡng cư có nghĩa là một con vật. Nói về một con vật thì con vật đó nó có thể sống ở cả hai cái môi trường, ở trên cạn và ở dưới nước. Thì chỉ có duy nhất trong muôn loài, chỉ có một duy nhất loài người là loài có thể giao tiếp với lại linh và cũng có thể tiếp xúc với lại vật lý. Bởi vì sao?
Chúa dựng nên con người chúng ta thật sự là linh để chúng ta có thể giao tiếp với linh bằng cách là chúng ta cầu nguyện. Mục đích là để chúng ta tương giao với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Và Chúa cũng dựng nên xác thịt này để chúng ta tiếp xúc với thế giới vật chất, hầu cho chúng ta bày tỏ cái quyền cai trị của con của linh chúng ta ra. Cho nên con người chúng ta là loài thọ tạo duy nhất mà Đức Trời dựng nên có thể kết nối hay là có là cái cầu nối giữa Đức Chúa Trời và giữa linh và thế giới vật chất, giữa Đức Chúa Trời và thế giới này, để qua con người mà chúng ta đem những cái điều gì thuộc về linh chúng ta đem xuống và bày tỏ nó ra ở trên thế giới. Và chúng ta thấy ngày hôm nay chỉ có con người mới có sự sáng tạo, chỉ có con người mới có thể làm ra những điều mà chúng ta gọi là khoa học. Và họ lấy cái gì để họ làm ra? Họ lấy cái sự khôn ngoan mà Đức Trời đặt để, và họ lấy tất cả mọi cái vật chất mà Đức Trời giấu kín ở trong lòng đất, ở trong không khí, ở trong một nơi nào đó, để họ lấy nó ra và họ tạo nên những cái vật dụng. Và đó là hình ảnh mà Đức Trời nói là Ngài dựng nên con người giống như Đức Chúa Trời, trong khi con vật không có. Con vật nó không có. Bao nhiêu năm nay con vật nó vẫn vậy. Nó vẫn chỉ sinh ra, lớn lên, ăn, rồi trở thành mồi cho con khác, rồi chết. Nó không có một sự sáng tạo nào cả. Nhưng con người chúng ta có. Đó là cái sự khác biệt. Và chỉ có qua Kinh Thánh, chỉ có qua Kinh Thánh thôi, thì chúng ta mới có thể biết được nguồn gốc thật sự của con người. Rồi, chúng ta đi quay trở lại bài học tiếp tục. Qua Kinh Thánh thì chúng ta cũng biết được Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Cha ở đây là gì? Tức là người sanh ra chúng ta. Và chúng ta đặc biệt chúng ta để ý thế này nè. Nếu chúng ta đọc trong sách Matthew, chúng ta mở cái sách Matthew đoạn 1 đi, chúng ta thấy có một điều đặc biệt. Matthew đoạn 1. Matthew đoạn 1. Chúng ta đọc ngắn gọn, ngắn thôi. Đọc từ câu 2 cho đến câu 3. Đọc hai câu tượng trưng thôi. Matthew là sách đầu tiên của Tân Ước. Dạ. Yeah. Gia phả của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David, con cháu Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Judah bởi Tamar sinh Phares và Serach. Phares sinh Hezron, Hezron sinh Aram. Dạ. Yeah. Chúng ta thấy có gì đặc biệt ở đây không? Trong thế giới vật lý thì đàn ông sanh hay là phụ nữ sanh? Phụ nữ. Phụ nữ sanh. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói là ông này sanh ông kia chứ không có phụ nữ. Abraham sanh Isaac. Đương nhiên chúng ta biết trong Kinh Thánh Tân Ước thì Isaac cưới vợ Isaac là Rebecca, và qua đó mà Isaac có được Esau và Jacob, tức là bà Rebecca bà sanh chứ không phải là Isaac sanh. Nhưng mà ở đây là Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Judah và anh em người. Đàn ông sanh không ạ? À? Tại sao như vậy? Ở đây Chúa đang muốn nói tới, đương nhiên là trong lĩnh vực thuộc thể là người phụ nữ sanh, người phụ nữ sanh ra, nhưng người phụ nữ phải bởi người đàn ông thì mới sanh được. Và đó là cái lý do mà tại sao chúng ta thấy được rằng đó là ở trong cái sự sanh sản ở trong vật lý nó cũng có điều đặc biệt, nó cũng có một điều đặc biệt để cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh dùng cái chữ là người đàn ông sanh, nó có ý nghĩa của nó. Có điều đặc biệt ở thế này: dù đứa con do người phụ nữ mang ở trong bụng và đứa con do người phụ nữ sanh ra, nhưng đứa con đó nó không có mang cái dòng máu của người mẹ mà nó lại mang dòng máu của người cha. Dòng máu của người mẹ không ảnh hưởng gì tới đứa con. Và đó là cái lý do tại sao mà Chúa Giêsu được mang thai bởi Mary. Nhưng Chúa Giêsu sanh ra, Chúa Giêsu không mang tội lỗi của con người, mà
Chúa Giêsu được kể là vô tội, được gọi là vô tội, bởi vì dòng máu của Mary không ảnh hưởng đến Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay khoa học cũng chứng minh được điều đó. Đó là ngày hôm nay có cái bệnh AIDS đó, thì bệnh này như thế nào? Nó lây qua đường máu. Nhưng mà có một điều đặc biệt, đó là ví dụ như người mẹ đó bị nhiễm bệnh trước khi mang thai thì cái thai nhi đó nó mới bị ảnh hưởng, nó mới bị bệnh. Nhưng mà nếu như người mẹ đó đã mang thai rồi, cái bào thai nó đã hình thành rồi, rồi người mẹ nó mới bị nhiễm bệnh, thì dù bào thai vẫn ở trong bụng mẹ, dù bào thai đó vẫn mỗi ngày lấy chất dinh dưỡng từ người mẹ để bào thai nó lớn lên, nhưng cái bệnh đó nó không truyền được vào trong thân thể đứa bé. Lý do là tại sao? Đức Chúa Trời ngài dựng nên là người rất là đặc biệt. Ngài đã khi mà người mẹ sanh đứa con ra, thì sau khi đứa con đã ra đời thì sau đó sẽ có một cái vật chất nó lại ra theo tiếp, đó là cái nhau thai. Thì cái nhau thai này tác dụng nó để làm gì? Cái nhau thai này nó giống như một cái màng lọc. Một cái màng lọc để nó giống như là một cái tấm khiên để bảo vệ đứa bé khỏi tất cả mọi loại vi trùng, vi khuẩn, virus, khỏi tất cả mọi cái sự xâm nhập từ người mẹ. Cho nên trong suốt quá trình mang thai, máu của người mẹ không đi được vào trong thân thể đứa bé, mà đứa bé nó phát triển hoàn toàn bằng cái gen của người cha, tức là bằng hạt giống của người đàn ông đưa vào, và nó phát triển lên và nó mang lấy cái gen của người cha, nó mang lấy cái hạt giống của người cha, nó mang lấy những cái tính chất của người cha. Bởi vậy cho nên Kinh Thánh mới nói là ông này sanh ông kia. Và đặc biệt chúng ta thấy là câu số 3 đó, Giu-đa bởi Ta-ma mà sanh, tức là Kinh Thánh cũng công nhận rằng sanh ra trong xác thịt thì do phụ nữ sanh, nhưng mà trong thuộc linh hay là trong ý nghĩa thật sự thì cái sự trong ý nghĩa của sự di truyền đó, thì nó ảnh hưởng của người nam chứ không ảnh hưởng của người nữ. Đó. Cho nên qua điều này để chúng ta thấy điều gì? Để chúng ta thấy rằng chúng ta có cha, chúng ta có mẹ trong xác thịt. Cha mẹ đó sanh xác thịt chúng ta ra. Nhưng chúng ta có một người cha khác nữa. Người cha đó là người cha đem sự sống đến cho chúng ta, mà không phải là người cha trong xác thịt, mà chính là Đức Chúa Trời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hơi thở hay là tâm linh của chúng ta đó được dựng nên bằng linh hồn sống, bằng hơi sống của Chúa. Khi Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi, như nãy chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi thì loài người trở nên một loài sanh linh. Cho nên qua Kinh Thánh để ta biết rằng chúng ta có người cha thuộc thể, nhưng chúng ta cũng có người cha tốt lành của chúng ta là người cha thuộc linh nữa, đó là Đức Chúa Trời. Và chúng ta xem ở trong sách Matthew đoạn 7 để chúng ta xem Chúa cho chúng ta thấy hai người cha. Matthew đoạn 7 chúng ta xem từ câu số 7 cho đến câu số 11. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa được mở. Trong các ngươi có ai khi xin bánh mà cho đá chăng? Là mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban cho các vật tốt cho những người xin ngài sao? Dạ. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa đã cho chúng ta biết rằng chúng ta có cha các ngươi, tức là cha về phần xác. Và Chúa cũng nói rằng Chúa là cha của chúng ta ở trên trời. À, cho nên qua Kinh Thánh chúng ta biết rằng chúng ta có người cha. Và người cha này tốt lành. Chúa nói là cha các ngươi vốn là xấu, tức là cha về phần xác vốn không có trọn vẹn. Rõ ràng chúng ta biết rằng có những người họ bị chính cha của họ xâm hại. Có những người
họ bị chính cha của họ làm tổn thương. Cho nên đối với họ, trong tâm trí của họ, người cha không có tốt. Và Chúa cũng xác định, cho nên là cha các ngươi vốn không có trọn vẹn. Mặc dù trên thế giới cũng rất là nhiều những người cha rất là tốt, nhưng dù tốt cách mấy thì vẫn không trọn vẹn, vẫn có sự giới hạn. Nhưng cha chúng ta trên trời, Ngài tốt, và Ngài sẽ ban tất cả mọi điều gì tốt nhất cho chúng ta. Và qua Kinh Thánh để ta biết rằng ngoài cha của chúng ta trong phần xác, thì chúng ta còn có một vị cha tốt lành ở trên thiên đàng. Nếu như chúng ta có thể tâm sự với cha chúng ta ở trong phần xác, thì chúng ta cũng có thể tâm sự với cha chúng ta ở trên trời bằng sự cầu nguyện. Nếu chúng ta cần sự giúp đỡ từ cha chúng ta trong phần xác, và chúng ta xem cha của chúng ta trong phần xác như là một chỗ dựa tinh thần, thì chúng ta hãy biết rằng cha chúng ta ở thiên đàng làm đấng hoàn hảo, Ngài còn là một cái chỗ dựa vững chãi hơn cho chúng ta, và không có bất cứ một cái điều gì có thể đụng chạm được với chúng ta khi chúng ta đặt chọn Ngài làm cái nơi nương dựa của chúng ta. Và qua Kinh Thánh Chúa cho ta biết điều đó. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta có một vị cha tốt lành. Hãy đến với Ngài, hãy tâm sự với Ngài, hãy nương náu mình nơi Ngài. Và nếu như ai đó, chúng ta có một người cha về phần xác không tốt, ai đó có một người cha về phần xác làm cho mình bị tổn thương, ai đó có một người cha về phần xác không hiểu mình, ai đó có một người cha về phần xác bảo thủ, ai đó có một người cha về phần xác không chịu lắng nghe, không chịu thông hiểu, thì chúng ta phải nhớ rằng bởi vì người cha về phần xác đó của chúng ta không trọn vẹn, nhưng người cha ở trên thiên đàng của chúng ta khác hơn nhiều. Ngài trọn vẹn, Ngài thông hiểu, Ngài cảm thông, Ngài yêu thương, Ngài dịu dàng, chứ không phải giống như người cha về phần xác không trọn vẹn của chúng ta. Cho nên nếu như giả sử như chúng ta có một người cha về phần xác không trọn vẹn, giả sử như vậy, thì chúng ta cũng đừng ngại đến với người cha của chúng ta trên thiên đàng, bởi vì cha trên thiên đàng trọn vẹn. Và chỉ có qua Chúa Giêsu, chỉ có qua Kinh Thánh, chúng ta mới biết cha chúng ta là Đức Chúa Trời, là đấng trọn vẹn. Và Kinh Thánh nói như thế nào? Chúng ta được ở trong địa vị làm con qua đức tin nơi Chúa Giêsu. Và chúng ta là con thì Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta xem ở trong Roma đoạn 8 câu 15 và câu 16. Roma đoạn 8 câu 15 và câu 16. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đằng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm cho chứng, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Dạ. Câu này có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa Giêsu và Thánh Linh của Chúa đến ở trong lòng chúng ta, và Thánh Linh đó là ấn chứng để xác nhận rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Bởi vậy khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa bên trong, tức là chúng ta là con Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu như vậy. Khi Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta, Ngài ấn chứng vào trong lòng chúng ta, thì xác nhận chúng ta là con Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết chắc điều đó. Và khi chúng ta là con, thì Ngài là cha tốt lành. Ngài sẽ là đấng cứu giúp. Ngài sẽ là đấng lắng nghe. Ngài sẽ là đấng nâng đỡ. Ngài sẽ là đấng phục hồi. Ngài sẽ là đấng tha thứ. Ngài sẽ là đấng ban ơn. Ngài sẽ là đấng giúp đỡ. Và Ngài sẽ là tất cả của chúng ta khi chúng ta chạy đến với Ngài. Những lúc buồn, hãy chạy đến với Chúa. Những lúc cô đơn, hãy chạy đến với Chúa. Những lúc gặp áp lực, hãy chạy đến với Chúa. Những lúc chúng ta muốn khóc mà chúng ta sợ người khác cười mình, hãy chạy đến với Chúa mà khóc với Chúa. Những lúc chúng ta cảm thấy bị người ta hất hủi, hãy chạy đến với Chúa. Chúa sẽ không bao giờ hất hủi. Những lúc chúng ta đau đớn trong bệnh tật, hãy chạy đến với Chúa. Ngài là đấng vỗ về, Ngài là đấng cất đi mọi bệnh tật của chúng ta.
Những lúc chúng ta đau khổ, không ai hiểu chúng ta, hãy chạy đến với Chúa. Ngài là cha tốt lành, Ngài sẽ hiểu chúng ta. Cho nên qua Kinh Thánh giúp chúng ta biết nguồn gốc của loài người và muôn vật. Qua Kinh Thánh giúp cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Rồi, chúng ta tạm dừng cái bài học của chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta nói về tầm quan trọng của Kinh Thánh. Chúng ta còn có những cái tầm quan trọng khác nữa của Kinh Thánh mà ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta thêm nữa, chúng ta cũng không thể hết được cái bài. Cho nên ngày mai chúng ta sẽ giải quyết phần còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ để thời gian chúng ta cầu nguyện.